mang mệnh rồi nay nó như nay mà đều nó nhỏ quẳng đỏ. Dạ. Nhiều giống còn nhỏ, còn nhỏ nhất là ăn treo. Con treo. Ừ, con treo con chuối con. Còn cái con dinh rắn là cái con đó nó ăn rắn. Ăn rắn, dinh rắn thì nó ăn rắn, dinh cỏ nó ăn cỏ, dinh gai nó ăn gai cũng như ngu cao cổ. Vậy là có nhiều loại dinh. Ba thứ. Dạ. Cái con dinh rắn á, là con rắn nó gặp con dinh rắn lại sợ lắm không thưa? Nó bắt hơi lại nó nằm đó nó chết đó, nó nằm lầm thinh đó sáng nó vậy. À, vậy là gặp cái mùi con dinh rắn cái bên là bắt đầu nó sợ nó nằm im ru. Ông Tư đi núi non nhiều, ông Tư gặp dinh rắn chưa? Đâu có diệt chủng rồi. Dạ. Vì con biết hồi xưa ông bà mình đất này đâu phải đất địa của mình. Dạ. Rồi thời kỳ Lê Văn Việt, ông thời Ngọc Hầu đánh chiếm đây đất này của Chiêm Thành, Chân Lạp, Dưới Miên. Dạ. Mình đánh chiếm tới giờ mình mới ở đây, bây giờ phải tập cận bệnh đòi đốc giật đất lại hoài đó. Con dinh rắn nó ngủ sao tự nó giống như con bốn chân mình hay gì? Nó bốn chân mà nó móc con cây, nó không ngủ gì đó. À, cái đầu, cái hai cái sừng nó móc con cây. Mày sẽ thấy sừng nó rồi mà, thì mấy con bay lên tao đưa cho coi đó. Dinh rắn, ờ à, đúng rồi con thấy rồi. Đó, đó, đó. Đó dinh rắn. Ô cái sừng nó ngủ á. Ừ, dinh rắn nè. À, hồi nãy cũng có nghe một số người kể rồi nè, mà bữa nay mới chứng kiến được cái sừng nè. Ngủ móc đọt cây luôn. Con đó nó mới có mấy cái sừng. Hai. Là móc cái đọt lên gì cái thòng xuống ngủ. Ờ. À, quéo giò rút giò vô. Đó giờ chưa thấy con thật ở ngoài. Đâu có. Dạ, bây giờ thế giới động vật còn không có. Không có nữa. Tuyệt chủng nó bị trừ rắn hay quá rồi ta giết nó dư ngu xạ. Dạ. Ngu xạ nó ở Tây Tạng nó mới có rồi nó bị trứng giái nó quá mắc. Thành ra mới diệt chủng luôn. Ủa cái trứng giấy của con hù xạ mình làm gì không Tư? Cái kêu xạ hương đó. Ờ à, xạ hương là nó có hương ha. Ừ. Con thở cái khì nó mắc hơn vàng mà. Cái này có tác dụng trị bệnh nữa hả gì không Tư? Con thấy có cà nè. Bác để trị bệnh mà. Con thấy cà. Cà đó. Từ cà này láng rồi nè. Đó mới nghe mới thấy luôn. Không, mới cái sừng cái này thì cũng có nghe kể rồi mà thật sự thì cái sừng thì ở chỗ ông Tư mới có rồi bây giờ dễ gì cái chỗ nào dễ có giờ đồ giả không rồi có à. Bán bây giờ nó làm đồ giả nhà ông Tư bổ bói đầy nhóc đâu đầy đâu này đồ núi không dinh rắn bây giờ là còn mua lăng đồ giả không rồi con tưởng đâu nó dinh rắn là dạng con rắn chứ không ngờ mất con tay nữa. Dinh rắn đó thì nó cỡ 60-70 kg à. Dạ. Nó bự như gió bẹt rê mình. Hồi xưa ông bà mình đánh đây rừng rú con nhớ cái vùng tụi con ở giờ An Giang này gọi là vùng Bảy Thưa rồi đó. Dạ. Mình quánh nhau sanh tử mới chiếm được đất đấy. Người Chân Lạp rồi xá sổ bản đồ là họ chế Linh đó mày, chế dạ. Bột Nga đó dạ. Ở núi Ốc Eo dưới đó dạ. Núi Ba Tê. Con dinh rắn vậy là có con nào ăn được không Tư? Nó ăn rắn động gì? Cũng có vậy. Không dinh rắn thì không con rắn nó không dám ăn nó đâu, mình ăn. Dạ, mình. Có con nào độc bằng con người mình mày. Vậy là chứ không phải là nó ăn rắn độc rồi nó có trong mình nó có độc đâu. Không. Rồi bắt nó, gài bắt nó, ăn thịt nó rất tốt. Dạ. Yeah. Cháu uống nước đi. Dạ dạ, mấy con có gót cho anh. Từ hồi đó giờ cháu không biết cái con rắn mà con rắn độc nhất một lần Tư nói con là rắn hôn chuối không Tư? Đâu có, độc nhất là con rắn chằn quạt tượng mình đây đó. Chằn quạt tượng mình. Còn con quạt tượng. Với đuôi chuông. Rắn đuôi chuông. Ừ. Mà đuôi chuông dùng mình không có ở trên Bình Phước, từ Bình Phước đổ ra Buôn Ma Thuột mới có nó. Còn rắn chằm quạp mà làm biết không? Không. Nó bông qua nó giống hệt rắn đuôi chuông mà đuôi nó nhỏ nhọn, ừ. Còn đuôi chuông cái đuôi nó bự. Còn con rắn hổ buông không Tư? Hổ đất nó cũng độc à. Nhưng đâu độc bằng mấy con đó.
Còn con hổ bung là nó khoảng mấy ký ông Tư? Gắn hổ bung á. Nó mình sao mình nói được, tao đó tao đi săn tao bắt được con 7 ký rưỡi. Dạ. Bắt chuối mình nó như trăng đực. Mà gắn hổ bung là nó độc mà nó có cái mùi hương hay gì ông Tư? Đâu có mùi hương gì, nó cắn mình kéo đờm chết. À, kéo đờm. Nó cắn 30 phút là bệnh nhân nghẹt thở. Còn cái con gì mà khi mà nó bò vào nhà mình á, nó phát ra cái mùi hương là mình cúm hết trơn á. Hổ hành đâu có con gì cúm. Dạ. Mùi hương nó ai đồn mày mày nó kỳ vậy. Bởi vì con coi trên mạng á, nó có con rắn nào mà khi mà nó đi vào nó lấy cái mùi á, mình ngửi thấy cái mùi của nó là tự động là mình cúm rồi đó. Đâu có. Nghe đâu rồi ông ơi, tôi đó thì cũng không nghe cái đó đâu. Bởi vì nghe con rắn đó. Ở vùng mình giờ còn loại rắn nào mà độc mà còn nhiều nhất đó. Muốn con muốn đi không, mày đi mày cho tiền nữa tao biểu nó dắt mày, mà đặc biệt mày phải chung vô hang. Thôi mày không chung nó đập mày. Thôi. Không, ý con hỏi là giờ ở đây mình còn cái gì nhiều? Sao không còn núi rừng không còn. Ý con hỏi là còn loại gì nhiều á? Rắn rất là nhiều rồi. Rắn cái từ đó là phải nhiều rồi, tại vì nó thường mấy đó sống trong hang. Vậy như là hỏi là rắn hổ mang hay là mày chung vô từ cửa vô tới tao ngồi đây nghe mùi nó rồi. Ông Tư, tại vì bữa hổng con có đi lên núi không bự đâu, cỡ năm thằng con nó tráng miệng không nó nhậm gì đâu mà gắn nha, gắn đó là gắn gắn hổ mình hơn ông Tư. Hổ mây, hổ mây. Còn gắn hổ mây truyền thuyết ta nói có cái ông lính đi bộ đội như ông chú của ông đó. Đi chả nó bò xào xạc trên đọt cây đó mà không biết gắn gì đó. Hổ mây ông nói là gặp là nó dựng lên vậy phải không, là giống cái cây mà nó dựng lâu ngày cái đầu nó bị gông màu đống đó, dựa vô nó được con nó 7 phần trên có nó có 3 phần dưới đất à. Dạ. Cắt đầu lên nó chạy ù. Vậy là con rắn đó là khoảng tự giá cả 500 kg á. 500 kg. Cả 100 kg nó chạy con nghe gió rồi. Ừ. Dạ, ông Tư ở đây đó giờ lâu năm ông Tư có từng giáp mặt hay là gặp gì chưa ông Tư? Gặp cái con nào gặp cũng rồi chạy thấy bà hồi đó còn nhỏ đâu dám ấy, mình chạy mà nó cũng chạy luôn không ta. Ừ. Thằng cháu tao trên lộ này nó đâu biết hổ mây nó đập chết nó quải gì đụng miên gánh cỏ nó giục cỏ xe nó đương chở cỏ không đa giục xe không đa chạy trấu chết. Ừ. Sợ hổ mây ở dưới này nè, này, dưới ca tiết nè. Sợ hổ mây dữ lắm. Nghe nói hổ mây là nó sợ còn hơn cái gì nữa. Mà nó gặp mình nó cũng không có cắn hay hung hãn gì không Tư? Đâu có hung gì đâu, có con gì hung bằng con người mình đâu chứ. Dạ. Mình mới hung nhất, độc địa nhất, hung dữ nhất. Còn rắn hổ mây bây giờ cũng như là dạng rắn tu hết trơn. Đâu có làm hại gì mình đâu. Truyền thuyết. Nó muốn coi thì tao dắt nó đi rồi cho tiền nữa. Bị nó nói ai lại nói ông vụ rắn này, nếu mà thằng đó nó gan con dắt đi coi, không coi con quýnh. Không chung vô con quýnh à. Mà mày phải đi vô mày coi đàng hoàng nha, mày chưa vô mày chạy ra. Thì chung vô trống cho gặp đàng hoàng quay phim rồi quay ra. Sao vậy? Ừ, lính vô súng đó mà nó nằm sắp xuống đất, đang 4-5 thằng nằm sắp xuống đất, nó lướt ngang đầu chạy ra. Rắn. Ở lướt đè luôn ngang đầu chạy ra luôn. Đè đè lũng chạy bí đường rồi, bị đâu có đường đi nữa. Dạ. Chung vô trống nó chạy ra. Là có người để vô trống rồi không Tư? Không phải, cái hang rồi đó, trên ba lứ rồi đó đó. À. Rồi đó bộ đội mình bị thương rồi đem xuống hầm hang đó. Rồi hồi thời năm 75 cách mạng thành công mới chui dưới hang để lấy súng. Mấy người ở núi á, lấy súng đạn với rồi mới gặp nó. Ông bự mấy cháu tôi nói nó bằng bắp dế, lớn hơn bắp dế mà nó sợ. Hổ mây là ai không sợ. Sợ. Lúc cái một. Đâu có con, nếu mà một con chừng 50 ký đây ra xe con nó thổi nọc tới ngoài. Phun y như máy phun thuốc sâu mình à, nọc luôn phun đuôi mắt chó hết trơn, dùng chó mà lượt nó cự cự là nó phun chó đuôi mắt mà nó lại nuốt hết. Con rắn hổ mây cái màu nó sao không Tư?
Cái giống phô mai sao mô vọng con được sao giống, giống như màu trái mây người ta nói gì đó không biết phải không hả? Trên cổ nó lớn nó từ 8-9 kg trên này nó u lên như trái mây à, vậy mới gọi là rắn phô mai chứ không phải là rắn phô mai như cái màu như mây trái mây mình bây giờ đâu không phải nó cũng luốc luốc như vậy nó cũng luốc luốc giống trái mây vậy nhưng mà trên cổ nó là nó nổi một bự bự như trái mây mình từ giá 10-20 kg mới có. Mà con thắc mắc là gọi là rắn phô mai vậy nó có phùng mang không tư? Phùng phùng mang nó mới phùng nọc con. Dạ chỉ có ba thứ rắn phùng mang hổ đất nè. Dạ hổ mây với rắn hổ mối. Hổ mối phùng mang nó rắn mà có hai thằng phùng nọc, còn rắn hổ đất nó không phùng nọc. Vậy là cái con rắn mà dạng là khổng lồ bự nhất là chỉ là con rắn hổ mây thôi. Hổ mây mà thời bây giờ là bây vẫn còn, nhưng mà có một cái là con người mình là không gặp tu ẩn hết trơn không tư? Gặp nó té đá quần nó. Bởi vì cứ đi núi đi non đâu dám nói mày bài. Mấy đâu. Đục đá với núi Bà Đội này nó gặp hoài gì. Hiện mày có xuống đó. Con đi núi Bà Đội nè. Ờ không có, con đi chạy đường Tân Lợi nè, chạy thẳng vô tới đụng cái đầu núi Bà Đội có đường công binh vô đó. Dạ là cái đường công binh đi ha. Ừ, ở đây con chợ voi con chạy thẳng xuống dưới tới chợ Tân Lợi đó. Yeah. Chạy thẳng dưới núi Bà Đội luôn. Yeah. Mấy đó gặp hoài. Anh xuống anh uống nước cái đó đó. Có cái hồ nước anh uống nước anh lên xuống anh giỡn tắm giỡn hoài. Ừ. Mày ngồi tắm giỡn giỡn luôn. Ừ. Cái mùi của nó tanh không tư? Chắc không may cái mùi nó tanh không? Có hồi lắm. Bệnh ở trong hang anh đái nỉa không? Đại trọng. Nước đái anh hôi lắm. Tại vì một lần đi lên trên núi Ông Cát á, con chủ núi Ông Cát ông Sơn đó không ta. Ông nói là người ta gặp con rắn hôm nay nó chạy ngang. Tao gặp nó tao cũng chạy mà nó gặp tao nó không chạy mà nó xịt nó đái một cái hồi mấy ngày chưa hết. Ghê à. Ông nói gì đó, lần đầu tiên ông gặp rắn cỡ 10-15 kg à, ông gặp nó nói còn mấy ký à. Mà núi dài năm giếng núi Ông Cát còn. Vâng. Núi Phú Cường còn, núi Cấm còn, núi Bà Đội còn, núi Cô Tô còn. Nó còn nhiều núi. Như núi Năm Di với còn. Dạ, nói chung mấy cái chỗ nào mà có hang hốc nhiều là có chỗ nào đá hàm minh đó, có.